Slide này thì mình rất là thích ca khúc này, nó gắn liền với ký ức tuổi thơ và xin gửi tặng riêng đến nhóm bạn của mình lớp 12 là bạn nhiều lắm nha, bạn Trang, bạn Tính, bạn Tân nè, rồi bạn gì ta, nhiều quá, bạn Huệ, bạn Huệ rồi bạn bạn Lan nè, Tuyền nè, Nhung nè, Ngọc nè, bạn Sơn nè, bạn Tâm, rồi bạn Đạt nè, bạn
Bạn Luân nè đó, đó là nói chung là các bạn nghe sẽ nhớ lại một cái vùng thời học sinh mà chúng ta học, nói chung là thời đó công nghệ rất là xa xỉ. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gửi tặng đến mọi người. Mình nhớ nhiều nhưng mà tập thể lớp 12 nha. À, quên một điều nữa là trong lúc hát tiếng Anh đó thì mình hát mình nhớ bằng bằng những cái nhớ của mình, rồi khi mình phát âm có những chỗ mà còn sai sót thì mong quý thầy cô dạy tiếng Anh và cũng như những bạn biết tiếng Anh cũng bằng phép bỏ qua nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.